Tại Hà Nội, Học viện Thiết kế và Thời trang London đã tổ chức họp báo giới thiệu tuần lễ thời trang tốt nghiệp 2019 dành cho các học viên của học viện. Với chủ đề In Visible trong tầm nhìn, triển lãm năm nay sẽ tiếp tục mang tới những góc nhìn mới của giới trẻ trong thời đại cách mạng công nghệ số 4.0. Dưới con mắt của các nhà thiết kế trẻ thì mỗi bộ trang phục không chỉ đơn thuần là quần áo mà còn chứa đựng những câu chuyện kể tâm huyết đằng sau nó mà mỗi nhà thiết kế đều mong muốn truyền tải tới các tiến độ thời trang. Theo dự kiến, triển lãm và trình diễn thời trang tốt nghiệp năm 2019 sẽ được tổ chức từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 8 năm 2019 tại khuôn viên Học viện Thiết kế Thời trang London và tại khách sạn Melia Hà Nội. Đây là dịp để các doanh nghiệp thời trang và nhà thiết kế tìm kiếm được nhân sự phù hợp trong ngành công nghiệp thời trang đang phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua.